Xin chào tất cả anh em trong nhóm kính nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh Mặt Trời 24 giờ. Hiện tại em đang cuối năm cũng như sắp tới đến ngoài đầu năm 2023 rồi, thì bên xưởng đang cố gắng sản xuất phụ kiện để mà kịp thời cung cấp ra cái thị trường làm nhôm kính năm 2023, những dòng sản phẩm như kính bóng ke này, máy đồ dập này, máy phay khóa này, máy kéo bóc này, máy bóc này, kính bóng ke này, để phục vụ cho anh em sản xuất năm 2023 này. Hiện tại thì em là đầy đủ tất cả các mã máy nhé, gồm có máy đột dập, máy phay nhôm, máy cắt nhôm, máy đột dập, máy ép phách khóa, máy ép góc, để phục vụ anh em thợ rồi nhé. Nếu anh em nào có nhu cầu cần sự ưu đãi của công ty ở ngoài đầu năm thì liên hệ trực tiếp đến số hotline của công ty 0972628997, trực tiếp nhân viên bên em hỗ trợ anh em về vấn đề giá cả và máy móc. Đấy, rất là nhiều phụ kiện nhé. Đây vẫn còn đang sản xuất kìm này. Đấy, sản xuất kìm này. Cái này em đang nhân thợ. Đây là số mấn ke này của anh em nhé. Tất cả thì đều được nâng cấp so với năm 2023. Đấy, số mấn ke đầy đủ hết tất cả các mã. Đấy thì cảm ơn anh em nhé. Xem video nhé. Cảm ơn anh em những video kế tiếp. Anh em cần hỗ trợ về vấn đề giá cả này, phụ kiện liên hệ trực tiếp về số online 0972 6897 để hỗ trợ anh em nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.